Toan tính của người chồng chán vợ. Em yêu, chiếc vòng này rất hợp với đôi tay thon thả của em. Hãy nhớ luôn đeo nó bên mình nha. Anh, nhưng anh còn định chần chừ đến khi nào nữa? Khi nào anh mới chịu ly dị vợ để đến với em? Em cứ yên tâm đi, trái tim anh đã là của em rồi, thì sớm muộn gì mọi thứ của anh sẽ là của em thôi. Chỉ là thủ tục ly hôn thì cũng cần phải có thời gian chứ. Em không biết đâu, em muốn được bên anh luôn cơ. Anh đừng bắt em chờ nữa. Ừ, được rồi, công chúa của anh. Anh về rồi à? Sao hôm nay anh về muộn thế? Người ta còn bao nhiêu công việc đối tác, chẳng lẽ phải báo cáo từng việc với em à? Để em đi sắp cơm cho anh nha. Cơm nước gì giờ này nữa? Em đi ngủ đi, hôm nay anh ngủ dưới này cho thoáng. Ra ngoài thì chứ, cứ về nhìn thấy vợ là ngán không chịu nổi. Chắc cũng phải sớm dứt khoát thôi. Ai lại gọi giờ này thế? Alo. Vâng, ba ạ. Con đây. Hả? Em tính chúng ta nên đón ba lên ở cùng anh ạ. Chứ mẹ mất rồi, còn mình 3 tuổi thì đã cao, mà ở quê hàng xóm lại xa, ở một mình như vậy thật không yên tâm. Ba không sao đâu, ba ở nhà quen rồi, với lại ba cũng muốn được ở nhà để gần mẹ các con hơn. Anh tính có khi anh sẽ ở nhà với ba một thời gian, em và con chịu khó tự lo liệu được không? Dạ vâng, nếu anh tính thu xếp được công việc thì cũng nên như vậy, chứ không thể để ba ở nhà một mình ngay được. Mấy ngày nay một mình cô ấy lo liệu việc nhà cả. Thôi, chuyện ly hôn để nói với cô ấy sau cũng được. Em yêu à, anh cũng nhớ em lắm. Sao, em thích bộ váy mới để đi tiệc à? Được rồi, anh sẽ mua cho em. Sao cơ? Được rồi, thêm cả chuỗi vòng pha lê cho hợp với váy nữa hả? Được, được chưa nào? Hay là em về dưới quê cùng anh vài hôm đi, anh sẽ thu xếp chỗ ở cho em. Về cái vùng quê khỉ ho cò gái ấy à? Em không có về đâu, chán chết đi được. Nếu em không thích thì thôi. Hả? Ba có sao không? Được rồi, anh sẽ sớm nói chuyện với cô ấy, không để em phải đợi lâu. Ba, em có chuyện gì thế? Ba trượt chân ngã ngoài sân đó anh. Ba bị xước xát chảy máu ra rồi, phải băng lại mới được. Nhưng ở nhà không có bông băng. Anh lau khô người cho ba đi. Em chạy ra hiệu thuốc cô Minh mua ít thuốc với bông băng, ù một cái rồi về ngay. Ừ. Ba giơ tay này lên để con lau nốt cho. Bà làm sao đang mưa gió thế này, ba lại ra ngoài làm gì để ngã ra thế này cơ chứ? Là ảnh của ba mẹ ngày xưa. Đưa lại cho ba nào. Ba xem lại album ảnh ngày xưa thì có mấy tấm bị ố, ba mang phơi ngoài hiên thì ai dè trời đổ cơn mưa. Thế nên ba, đó chỉ là những bức ảnh thôi mà, giờ ba ướt hết lại còn bị thương nữa. Với ba, kỷ niệm nào với mẹ con cũng đều đáng giá cả. Ba muốn lưu giữ chúng thật nguyên vẹn và đẹp đẽ. Bao nhiêu năm bên nhau tưởng nhiều thế, mà chớp mắt một cái giờ đã âm dương cách trở. Nếu có kiếp sau, ba vẫn ước sẽ được gặp lại bà ấy. Ba à, chẳng nhẽ sau bao nhiêu năm tháng sống ba chưa từng
bao giờ thấy chán mẹ hả? Có chứ con. Cuộc sống mà, luôn có những lúc thật khó khăn để bắt đầu và muốn buông xuôi tất cả. Và cũng có cả những lúc chán nhau, tưởng chừng chẳng muốn nhìn thấy nhau nữa. Nhưng sau tất cả, tình nghĩa vợ chồng là dẫu có lúc hết tình thì vẫn còn nghĩa. Và rồi sau đó con người ta sẽ thấy mừng là đã được cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân, cùng nhau nắm tay qua những thăng trầm vất vả, cùng sinh con và nuôi dưỡng, rồi cùng nhau già đi. Đó chính là điều mà rồi đến lúc con bằng ba bây giờ, con sẽ thấy tự hào, chứ không phải là cứ một chút mệt hay một chút chán là buông tay con ạ. Alo. Anh làm gì mà đang nói chuyện lại tắt máy thế hả? Em bình tĩnh nào. Ba anh bị ngã. Ba anh ngã từ nãy đến giờ luôn à? Mà anh không gọi lại cho em. Thế còn cái váy của em thì sao đây? Em thật là... Ba ơi, có bông băng rồi. Để con băng vết xước lại cho ba nha ba. Sao em bảo cuối tuần em mới về? Mai mà có em về kịp, không anh cũng lúng túng, không biết xử lý ra sao. Em sốt ruột mang về cho anh với ba một ít đồ ăn, sợ anh nấu ăn ba không quen. Hôm nay em thấy anh hơi khác. Anh có chuyện gì muốn nói với em không? Không, không có gì. Anh vẫn đang suy nghĩ xem khi nào mới nên đưa đơn cho em phải không? Không cần phải đắn đo quá, em biết cả mà. Sao em biết được? Sao em biết không quan trọng, mà nếu đã đến lúc rồi thì không cần phải chần chừ gì nữa. Em đồng ý với việc đó hả? Hay tất cả những sự quan tâm chăm sóc cho ba gần đây là sự cố gắng níu kéo? Anh lại là người nghĩ quá nhiều rồi. Chuyện của mình chẳng liên quan gì đến ba cả. Kể cả chúng ta có chia tay rồi thì em cũng vẫn sẽ lo lắng cho ba như vậy thôi. Đúng là em đã rất cố gắng, nhưng là cố gắng cho gia đình, cho cuộc sống của con, của em và của những người thân, chứ em không dành sự cố gắng của mình cho một người chồng vô tâm từ lâu, không còn biết đâu là nhà của mình. Và anh hãy cứ vô tâm như vậy tiếp đi. Hãy gửi lá đơn đến, em sẽ ký. Kìa Nam, sao con còn chưa đi ngủ? Ba con mình cũng đón mẹ lên nhà con nha. Gia đình mình sẽ sống cùng nhau. Con muốn được nhìn vào tình yêu của ba mẹ để vun đắp cho gia đình mình. Chúng ta sẽ sống cùng nhau qua những buồn vui, thăng trầm, cùng nhau già đi. Và sau này con sẽ kể với con của mình về niềm tự hào của gia đình ta đã sống, vun đắp và yêu thương như vậy.